Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Hôm nay Mạnh Tiến xin review và giới thiệu một sản phẩm mang tên mic MTK các bạn nhé. Chiếc mic mà phải nói là huyền thoại nhất của đầu năm 2020, có model là 1A. Bởi vì sao Mạnh Tiến nói như vậy là chiếc mic này có thể điều chỉnh được âm thanh ở ngay trên thân mic. Thế bây giờ để các bạn không phải chờ đợi lâu thì em xin khui mở chiếc hộp này ra. À quên mất, xin lỗi các bạn là nói qua là cái này nó khoảng tầm 1kg nhá. Hộp của nó đựng rất là đẹp, bên ngoài thiết kế vuông vắn sát cạnh, vuông thành sát cạnh luôn. Đây, có hai nút mở bên cạnh này, đây. Ok chưa? Bên trong hộp mic này thì có một hộp và có một lớp xốp này các bạn này. Sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất này các bạn này. Đây. Ok chưa? Tiếp theo ạ. Thì bên trong cái mic này thì có hai chiếc micro. Anh chị em chưa? Hai chiếc micro. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá qua về hai chiếc micro này các bạn nhá. Mình khẳng định luôn ở trên thị trường là hiện tại mẫu này đang hot nhất đầu năm 2020. Lý do tại sao là nó lại có hot như thế này thì mình xin nói luôn là nó chỉnh được echo này, bass trung tép ở trên thân mic trực tiếp luôn các bạn nhá. Và tiếp theo các bạn nhìn qua sơ qua này. Đây, thân mic toàn bằng bộ bằng kim loại hết các bạn nhá. Rất là đẹp. Set chỉnh tần số thì ở ngay đây rồi. Đây. Đấy, ok chưa? Đây, mình cho các bạn xem luôn củ mic của nó luôn, rất là đẹp, hàng đẹp. Chất lượng nói chung là ok. Đây, củ mic rất là đẹp, ok chưa? Đây thì mình sẽ để sẵn ở đây. Tiếp theo bên trong nó có hai con chống lăn này. Hai con chống lăn này các bạn này và một đầu 6 ly ra 305 để anh chị em nào đi chơi ô tô có thể cắm được vào ô tô nhá. Ok, cắm được vào những cái loa con mà chưa bao giờ sử dụng đến như kiểu loa câm ấy mà không biết sử dụng về âm thanh về echo ấy thì con này sử dụng hết. Và cái điều đặc biệt hơn ấy, một chút nữa là con cục nguồn của nó thì có thể cắm trực tiếp vào điện được và sạc được nhá, chứ không phải thay bằng pin. Thay vì những con loa đầu mic khác thì phải sử dụng pin tiểu pin A thì con này sạc pin 5V, là bên trong này thì đã có dây đây dây dẫn đây các bạn này. Đây, ok, có thể sạc được nhá. Nên em tiết kiệm này, con này là có là cuốc sách rồi đấy. Đây, trên tay của mình là hai bộ mic của nó. Đây, hai bộ mic này, một cái là mình đã tháo ra đây, MTK 2019. Rất là đẹp mẫu mic này. Thì ở những cái video sau thì Mạnh Tiến sẽ test trực tiếp âm thanh để các bạn nghe xem thử xem như thế nào. Đấy, ai mà xem đến đây rồi thì cố gắng like và chia sẻ giúp Mạnh Tiến nhá. Một lần nữa Mạnh Tiến xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.